Ngâm lâu mà được con cá lóc quá đã luôn á mọi người. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay ăn thịt cá Tết quê ngán quá rồi nhà ơi. Bữa nay đi chài cá cả nhà. Hay mình đi chài kiếm vài con cá để dành kho ăn nha. À, cô chú anh chị và các bạn ơi, nói ra thì cũng đừng có cười chứ mấy miệng chài trước chài dính cá mè, cá sặc nhỏ nhỏ không à, cá gô phi không à. Mà cái buổi đi chài hôm nay là chủ yếu kiếm cá lóc để dành nướng chui ăn để phe với cả nhà rồi. Thì bữa nay cái miệng chài này mình gắng cố gắng chài rồi mình để ngâm một cái thời gian khoảng một tiếng gì đó, đặng cho cá lóc nó có chuối dưới thì nó lên rồi mình bắt dính, mình bắt mình mà nướng ăn nha cả nhà ơi, ủng hộ mình nha cả nhà. Wow, miệng chài giật quá nè cả nhà ơi, ở dưới nước bọt nó sôi lên đột ngột luôn rồi, cái này chắc có cá bự đây cả nhà ơi, cố gắng coi xem sao nha, hồi hộp quá cả nhà ơi. Ôi các bạn ơi, dính con cá lóc chà bá luôn rồi, mừng quá mừng quá.
Lâu mà được con cá lóc quá chừng đã luôn, thấy không cả nhà, quá chừng đã con cá lóc luôn. Cái này hồi nướng chui nha cả nhà ơi, cá lóc này chắc nửa ký à, cá lóc đồng nha, đen thui luôn nha. Cá này cả nhà thấy không? Quá ngon ha. Đem đây qua à. Ta vũ ra nè con. Vũ ra. Ta đổ nước vô luôn. Thôi thôi được rồi. Ngon không? Quá đã luôn. Rồi đưa sơ đi cho cha. Cần nước cho nó bơi bơi. Cho cần. Cầm nước. Cầm nước cho nó. Này con. Cầm nước cho nó hỏi không? Cái nước nó hỏi phóng rồi. Cái nước nó không có phóng. Cái đây nước kêu. Dơ quá nhỉ. Cái mưa cũng bùng với bèo quá chừng luôn rồi. Vũ miệng chài cực dữ rồi. Ô, con cá rô luôn. Con lóc bự nhảy dữ nè. Dẹp thôi. Dẹp cha dẹp. Giờ thì đi chặt nhánh trúc đang xỏ vô con cá hướng nghe cả nhà. Cả nhà ơi, giờ mình chải lá dừa với gôm ra rồi mình nướng chui đó nha. Ê, nướng xong con rồi, cá phải con ớt nhẹt luôn rồi. Sao có mỗi cha được vậy? Rồi, xỏ vô miệng đó nha. Cái chừng dập mật nha cả nhà. Bự quá cả nhà. Rồi, tránh ra thì thôi được rồi. Lúc này đốt lửa được rồi. Rồi, để lá dừa ở dưới cho nó chín nha. Chứ còn gom không không? Không, không cháy được. Đứng xịt ra đang coi không? Quanh kia kìa ngồi. Đốt lửa ơi. Con lấy cho cây củi lên ra. Cây củi. Cây giúp gom. Oh.
được rồi. Rồi, nhanh đi, được rồi. Thôi kem đừng chụm nữa. Nha. Thôi. Ở trong đi, chụm nữa. Đúng rồi. Hai thằng đi ăn thì vừa xích lại đây. Hai thằng lại đây con. Có kem. Lại đây. Mà, như vậy cũng đủ đi cắm chạy nữa. Rồi, cho lát rồi cho đem lại đây. Cũng đủ đi cắm chạy nữa nè. Ừ. Đây ba, lại đây cho Đúc cho ăn nè. Ôi, làm sạch rồi nè cả nhà ơi, nướng xong làm rồi. Tách ra coi, mua hỏi nó rồi. Tách ra nha. Xong rồi con ăn. Wow. Bên trong thì không có hết, bên trong cũng có hết. Cha, yeah. Cha ơi, phần không, da ơi, ăn rồi. Được không? Ăn được hết, con giòn lắm. Nè. Phần da nè. Cho ba ăn nè, coi kem ngồi xích lên đây, ba ngồi xích vào. Nè, bóc đi, cho bóc nè. Cầm cầm đi để thay xương luôn nè em. Ồ, ngon không? Ồ, cái này ăn tại chỗ nướng luôn, ngon cả nhà ơi. Ngọt quá, ngon vô cùng. Cho ba ăn phần da con cá đi. Ba ăn ơi. Rửa dài. Rồi kem rửa nữa nè, ăn coi chừng xương nha. Nè, bỏ thịt nha con. Đó. Rồi kết thúc video tại đây nha. Rồi xin kết thúc video tại đây nha cả nhà ơi. Buổi chài cá và nướng cá ăn vui vẻ, chúc cả nhà cho cô chú anh chị và các bạn xem video vui vẻ và nhớ ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn ạ. Rồi ba lại đây nè. Lại đây cái cá này con. Xin mời các bạn đến với quá trình đi chài cá của mình nha. Thì nãy giờ thì mình cũng phải vũ chài để bắt cá nha cả nhà. Mấy miệng chài này thì chính là dính lác đác những con cá sặc với cá mè với con cá rô phi thôi cả nhà ơi. Mình kiếm cá lóc nhưng mà khó quá nha cả nhà. Bữa mùng giờ có nhiều con cá. Rồi, cắt đi, cắt đi.
Ôi, con cá nó ăn bèo, nó không ăn mấy miếng lá khô gì đâu. Ăn bèo dưới nước á. Nhóc cá luôn rồi đi. Nhóc cá luôn. Cá nhóc luôn á. Thằng nào? Đừng chích lên, đừng chích vô. Hai đứa đứng chích vô cho cha. Chơi thằng nào? Đừng chích vô. Một con cá thì nhảy lên tay ba nha. Đã tao kêu đứng xích vô rồi nấu nấu cái gì. Nhiều cá quá đi. Chỉnh không? Cái lóc quá. Ồ, cái sạc nhóc. Cái sạc nhóc luôn. Đưa xô đi con. Đưa xô đi con. Con đi nè ngồi. Con đi ngồi. Đó là cá. Cá đó. Cá bỏ cá vô.
bạn xe, vậy sao nó được em? Ôi, cái này hết được rồi. Bèo quá trời bèo của Quynh đó. Nó chạy xuống bèo hết đó, cản cá cũng chạy ra hết. Cánh gà biết dơ không? Ừ. Hả? Em bỏ dơ cho con cá ăn đi. Cá ăn mèo. Cá ăn mèo. Cá mà ăn quá thì mèo. Đây, nó sặc đi. Sao ơi, con cá ăn gì vậy? Con cá ăn đây gì? Cá sặc nữa đây. Quá wow, tiền cá luôn. Quá tiền cá sặc. Quá tiền cá sặc luôn. Con cá gồm. Cái này. Bao nhiêu ta ăn được rồi. Cái này được rồi. Con cá này hoài. Bỏ xuống, bỏ xuống. Không gì hết. Tiêu quá tài. Thôi được. Mới cá sặc. Cá nó ăn tùm lum hết rồi con. Cá ăn bèo nè. Đợi nó chỉ tái. Được nhiêu đây thôi, đủ một nồi kho tiêu để cho mấy đứa cháu nó ăn thôi nha cả nhà ơi. Chủ yếu là vui chơi thôi nha cả nhà. Chứ chài không có gì hết. Mới bỏ xuống con cá hết hồn. Ôi, ôi, ê, không được đâu. Sầm quá đi. Phải còn một chút nữa. Còn chút nước để câu cá. Em ơi, bớt nè. Con cá này bị sao rồi? Con cá này nó bị sao rồi? Quá, đi ra múc nước đổ vô cho nó miếng đi bọn. Múc nước thôi. Để qua. Dép kẽm xong mang vô dính. Mệt quá. Nó dính dép lỡ cũng mệt nè. Dép lỡ nè. Rồi tiếp tục hành trình đi tiếp nha cả nhà ơi, kiếm cá ăn tiếp nha. Con đi. Cá này nó đang bơi phùi giống nè. Đâu? Nó đang bơi phùi nè. Trời luôn ơi, cái giữa trước đi, nó trời mấy thằng không?